Sáng 10 tháng 8 năm 2023, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử đại gia điếu cày Lê Thanh Thản về tội lừa dối khách hàng. Sai phạm xảy ra ở dự án chung cư CT6 Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, do công ty BMS, nơi ông Thản giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc và cũng là chủ đầu tư. Từ 8 giờ sáng cùng ngày, hàng trăm cư dân khu CT6 Kiến Hưng đã có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội để tham dự phiên xét xử. Phần lớn họ là những người mua nhà mà không được cấp sổ đỏ. Theo cáo trạng, dự án CT6 Kiến Hưng bắt đầu tổ chức thi công từ tháng 10 năm 2010 do ông Lê Thanh Thản chỉ đạo xây dựng. Trong quá trình thực hiện, ông Thản đã băm nát quy hoạch đã được phê duyệt với những sai phạm nghiêm trọng. Kết quả điều tra cho thấy dự án được xây thành 3 tòa nhà chung nhau khối đế, chỉ có một tầng hầm và được xây thêm một tầng áp mái, không có tháp khách sạn. Riêng tòa CT6C có 438 căn hộ hoàn toàn nằm ngoài quy hoạch. Ngoài ra, diện tích xây dựng khu nhà cao tầng cũng tăng lên, diện tích tầng hầm bị giảm xuống đáng kể. Tổng số căn hộ tăng từ 231 lên đến 1.582 căn, số phòng khách sạn cũng không còn. Tại khu thấp tầng, hiện đã có tới 38 căn nhà cao 4 tầng, không có nhà trẻ, mẫu giáo. Công ty BMS đã chuyển các khu này vào phần nhà chung cư. Tháng 3 năm 2011, khi dự án CT6 Kiến Hưng còn chưa hoàn thành, ông Lê Thanh Thản đã chỉ đạo nhân viên quảng cáo đưa thông tin gian dối về tính pháp lý của dự án. Nhiều khách hàng vì tin tưởng nên đã ký hợp đồng mua bán căn hộ với công ty BMS. Tuy nhiên, trên thực tế, trong số gần 1.600 căn hộ chung cư, Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Hà Nội mới chỉ cấp sổ đỏ cho 916 căn hộ. Số còn lại chưa làm thủ tục hoặc không được cấp do xây dựng sai quy hoạch hoặc tự ý thay đổi công năng. Riêng tòa CT6C, 100% căn hộ đều không đủ điều kiện để cấp sổ. Cơ quan công an đã làm việc với 488 khách hàng mua nhà nhưng chưa được cấp sổ đỏ, xác định tổng số tiền họ bỏ ra là hơn 534 tỷ đồng. Sau khi trừ 10% thuế giá trị gia tăng đã nộp, công ty BMS thu về hơn 481 tỷ đồng. Đây cũng là số tiền đại gia Lê Thanh Thản bị cáo buộc thu lời bất chính. Hồ sơ vụ án cho thấy, trong suốt quá trình công ty BMS thi công xây dựng dự án Ủy ban Nhân dân phường Kiến Hưng và Thanh tra xây dựng quận Hà Đông đã không thanh tra, không kiểm tra, không phát hiện vi phạm để ngăn chặn, xử lý. Kết quả xác minh tại cả hai cơ quan cho thấy không có bất kỳ tài liệu, hồ sơ kiểm tra, đề xuất biện pháp xử lý nào đối với dự án CT6 Kiến Hưng. Sự buông lỏng này chính là một phần nguyên nhân dẫn tới thiệt hại cho người dân.